Thưa quý vị các bạn thân mến, thì tiếp theo mình làm phần bài của Duy Nguyễn. Bài trừ tà giáo. Thượng đế Chúa của Thiên Chúa giáo, Công giáo, dạy cổ vũ phá thai. Quan điểm chống phá thai của Thiên Chúa, Thiên Chúa giáo, Công giáo ngày nay không bắt nguồn từ Kinh Thánh, nghĩa là không phải từ lời Thượng Đế Chúa dạy, mà chỉ là lời dạy của Vatican. Vatican, Giáo Hoàng, Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục, Mục Sư, Con Chiên thường xuyên tuyên bố rằng đứa trẻ chưa sinh có quyền được sống do Chúa ban. Sự sống là món quà từ Chúa, và việc phá thai là sự phá hủy, là tội lỗi đối với sự sáng tạo thiêng liêng của Chúa. Những lời khẳng định ở trên và những lời khẳng định tương tự đều bị Thượng Đế Chúa thẳng thừng bác bỏ qua các lời phán. Cổ võ của Thượng Đế Chúa được ghi rất rõ trong Kinh Thánh sẽ được trình bày ở phần dưới. Con chiên có thể là người ủng hộ cuộc sống, nhưng hãy để Kinh Thánh ở nhà. Trong Kinh Thánh đầy rẫy những câu chuyện lời Thượng Đế Chúa dạy cổ võ khủng khiếp và bạo lực chống lại trẻ sơ sinh, người vô tội. Do đó thật là điếm nhục, trơ trẽn nếu con chiên mang đạo đức của Thượng Đế Chúa. Và các điều trong Kinh Thánh làm kim chỉ nam trong cuộc sống thảo luận về đạo đức và giá trị của cuộc sống của con người. Sự thật, lập trường ủng hộ sự sống không đến từ Thượng Đế Chúa, Kinh Thánh, mà là từ lương tâm của mọi con người. Nếu ai đó, con chiên nói rằng nền tảng đạo đức của họ bắt nguồn từ Thượng Đế Chúa, Kinh Thánh, đó là con người đáng sợ, cần đề phòng. Chúng ta sẽ không bao giờ biết được Thượng Đế Chúa, cha cổ có thể bảo họ người đó làm gì tiếp theo, bởi vì Thượng Đế Chúa, cha cổ nhân danh Thượng Đế Chúa đã chỉ huy mọi điều ác có thể tưởng tượng được trong Kinh Thánh ở ngoài đời. Thật khốn nạn, đạo đức giả, nói đúng hơn là gian manh, láo cá, vô liêm sỉ khi người Thiên Chúa giáo, Công giáo kết tội các bác sĩ, người mẹ hay người đồng ý với việc phá thai là kẻ sát nhân đáng phỉ nhổ. Nhưng qua các câu kinh dưới đây, chỉ đích danh Thượng Đế Chúa mà người Thiên Chúa giáo xưng tụng là Chúa lòng lành, cùng quỳ mọp tôn thờ, mới chính là kẻ khát máu sát nhân, độc ác vô đạo đáng phỉ nhổ nhất. Một kẻ độc ác sát nhân khát máu vô đạo như vậy có đáng để chúng ta tôn thờ không? Sự thật phá thai của Thượng Đế Chúa được ghi rõ trong Kinh Thánh như dưới đây. Xin quý vị đọc các câu kinh dưới đây được trích nguyên văn từ quyển sách mà người theo Thiên Chúa giáo, Công giáo Tin Lành gọi là Kinh Thánh, để xem Thượng Đế Chúa đã làm gì cổ võ, việc phá thai hay giết người như thế nào. Thượng Đế Chúa chỉ cách làm một nghi lễ dùng nước thánh để phá thai. Thượng Đế Chúa trừng phạt phụ nữ bằng cách làm họ sảy thai. Nói khác đi, Thượng Đế Chúa phá thai. Thượng Đế Chúa trừng phạt phụ nữ Samaria bằng cách mổ bụng moi thai nhi. Thượng Đế Chúa cho phép những phụ nữ mang thai của Taput bị mổ bụng moi thai nhi. Thượng Đế Chúa khát máu coi mạng sống của con người, nhất là trẻ thơ, như cỏ rác giết mọi người. Thượng Đế Chúa tên ác tặc vô đạo khát máu coi mạng sống của con người, nhất là trẻ thơ, như cỏ rác mang rợ, ra lệnh đập đầu chúng vào đá tảng cho nát óc chết thảm. Thượng Đế Chúa tên ác tặc vô đạo khát máu coi một phụ nữ mang thai bị thương và phá thai chỉ được bồi thường tài chính cho chồng của cô ấy, vì cho rằng bào thai là tài sản, không phải là con người. Thượng Đế Chúa trừng phạt bằng cách mổ bụng mọi thai nhi. Thượng Đế Chúa
nguyền rủa thai nhi nằm trong bụng mẹ. Thượng Đế Chúa cổ võ giết hại thai nhi nằm trong bụng mẹ. Giê-xu không bày tỏ một tí mảy may quan tâm nào đối với những thai nhi đang nằm trong bụng mẹ cũng như mới sinh đường bú. Chắc chắn có các phụ nữ mang thai trong số những người bị giết do bệnh, do lệnh của Thượng Đế Chúa như các câu kinh dưới đây: giết tất cả ai thờ thần khác, Exodus 22-20, Deuteronomy 13-12-16, giết bạn bè người thân nếu thờ thần khác, Deuteronomy 13-6-10, giết tất cả mọi người cùng phố nếu họ không thờ Thiên Chúa, Deuteronomy 13-12-16, giết tất cả ai theo tôn giáo khác, Deuteronomy 17-27, Roman 16-17, giết tất cả ai không nghe lời các cha, Deuteronomy 17-12-13, giết bất cứ ai làm ngày thứ bảy, Exodus 35-2, giết tất cả ai không tôn thờ Chúa Giê-xu, Luca 19-27, Luca 19-27. Giu-đê nhắc nhở rằng Thượng Đế sẽ hủy diệt bất cứ ai không tin Thượng Đế, Giu-đê 5. Đức Chúa Trời ra lệnh cho Môi-se giết mọi phụ nữ Madianite, không còn một trinh nữ, Dân số ký 31-15-18. Vatican, giáo hoàng, hồng y, giám mục, linh mục, mục sư, con chiên và bất cứ ai đọc toàn quyển kinh thánh đều biết rằng Thượng Đế Chúa đã giết hàng triệu trẻ em chưa sinh và những người mẹ mang thai họ trong trận Đại Hồng Thủy, cuộc chinh phục Canaan, thiêu hủy Sodom và Gomorrah được mô tả trong kinh thánh là sự trừng phạt của Thượng Đế Chúa lòng lành. Đặc điểm quan trọng của những sự kiện khủng khiếp này là tất cả mọi người đều bị tiêu diệt, bị thảm sát. Chúng ta có thể chắc chắn rằng những bà mẹ mang thai và những đứa con chưa chào đời của họ là một trong những nạn nhân. Có thể kết luận từ chương trình tiêu diệt loài người kinh khủng này rằng Thượng Đế Chúa trong kinh thánh là kẻ sát nhân hàng loạt khủng khiếp man rợ nhất trong lịch sử nhân loại, và hắn không quan tâm đến những đứa trẻ chưa sinh ra, trẻ em hay người lớn. Ri Nguyễn. Đó là toàn bộ cái bài của Ri Nguyễn đăng lên trên sách Hiếm. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã chú ý lắng nghe. Rồi sau mình sẽ làm một cái bài nữa, không biết lúc nào.